nếu cải cách, tân Tổng Bí Thư sẽ cải cách theo hướng nào? Truyền thông quốc tế đưa tin tân Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đến Hoa Kỳ trong tháng 9 năm 2024 với mục đích dự phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York. Đồng thời, nguồn tin cho biết khả năng cao Tô Lâm sẽ gặp Tổng thống Mỹ Biden bên lề của họp để thảo luận các vấn đề liên quan giữa hai nước. Trên cương vị Tổng Bí Thư, ông Tô Lâm cho biết sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc về thể chế với mục đích đưa Việt Nam trở nên giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó là lý do sau khi Chủ tịch nước Tô Lâm trở thành Tổng Bí Thư đã có một số ý kiến cho rằng ông sẽ có các cải cách chính trị có thể phá bỏ mô hình cũ thay thế bằng mô hình chính trị mới mang bản sắc riêng. Sự xuất hiện trở lại của cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng bên cạnh ông Tô Lâm cũng gây chú ý. Trong quá khứ, ông Bà Dũng là một nhân vật được đánh giá có xu hướng cải cách thân phương Tây và Hoa Kỳ. Theo một số ý kiến, nếu như xúc tiến việc cải cách, tân Tổng Bí Thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đứng trước hai lựa chọn như sau. Thứ nhất là mô hình chính trị Trung Quốc, xây dựng quốc gia pháp trị xã hội chủ nghĩa với Đảng Cộng sản Trung Quốc là lãnh đạo duy nhất của đất nước. Thứ hai là mô hình chính trị của Nga dưới thời Tổng thống Putin, một nhà nước trên danh nghĩa là nhà nước pháp quyền dân chủ với một hệ thống chính trị đa đảng. Tuy nhiên, trên thực tế, ông Putin đã bóp nghẹt dân chủ và tiêu diệt đối lập nhưng vẫn coi trọng ý chí số đông của cử tri trong các cuộc bầu cử. Với việc tân Tổng Bí Thư Tô Lâm nắm chắc trong tay hệ thống an ninh kiểm soát xã hội chặt chẽ, nên có ý kiến cho rằng ông Tô Lâm có thể sẽ lựa chọn mô hình của nước Nga. Dẫu rằng, theo một số đánh giá, tân Tổng Bí Thư Tô Lâm và cựu Thủ tướng Ba Dũng được cho là các nhân vật cải cách. Tại sao một mô hình dân chủ pháp trị đa nguyên lại không được ông Tô Lâm đề cập và lựa chọn là câu hỏi được đặt ra? Cũng xin chia sẻ xem, đây là điều không thể trong một thể chế chính trị còn sặc mùi Xô Viết như ở Việt Nam hiện nay. Bỏ qua yếu tố chính trị Việt Nam luôn phụ thuộc vào Trung Quốc dưới các triều đại phong kiến và cả chính trị cận đại. Khác với các quốc gia văn minh tiến bộ trong khu vực châu Á, Việt Nam hiện nay có đường biên giới khoảng 1.350 km trên bộ với Trung Quốc ở phía Bắc. Nếu Việt Nam đi theo mô hình chính trị của các nước dân chủ phương Tây, thì chỉ có thể tồn tại trong phút mốt, vì chắc chắn ban lãnh đạo Bắc Kinh sẽ không ngồi yên, họ sẽ kiếm cớ gây hấn để xóa bỏ nền chính trị đó. Chưa kể nội bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng đang chia rẽ trầm trọng, trong đó phe thân tàu thì chiếm đa số. Chỉ cần Bắc Kinh bật đèn xanh thì lập tức sẽ có chính biến, và Trung Quốc chỉ chờ có cơ hội như vậy để khống chế Việt Nam chặt chẽ hơn. Học giả Trương Nhân Tuấn đã bình luận như sau. Việt Nam cần có một Putin hay một Đinh Bộ Lĩnh. Theo tác giả, Việt Nam xưa nay đã dập khuôn mô hình Trung Quốc. Sắp tới, xác suất đến 95%, Việt Nam sẽ tiếp tục theo mô hình này và Tô Lâm sẽ là một ông Tập Cận Bình của Việt Nam. Đồng thời, Trương Nhân Tuấn khẳng định Việt Nam không bao giờ theo phe Mỹ. Đó là lý do Hoa Kỳ ra sức vè vãn Việt Nam bằng mọi cách, nhưng ban lãnh đạo Hà Nội vẫn đỏng đảnh. Không phải vì Việt Nam là mình là mẩy theo kiểu cô gái đẹp, mà vì lãnh đạo Việt Nam hiểu rõ, ngả theo Mỹ là mất quyền lực vào tay phe khác trong đảng. Như vậy, nếu có cơ hội để thiết lập thể chế Cộng hòa Tổng thống ở Việt Nam, thì ông Tô Lâm có thực hiện hay không? Có thể khẳng định đây là một điều không thể, một khi nhà nước Cộng sản ở Bắc Kinh vẫn còn tồn tại. Quý vị và các bạn phải theo dõi bản tin Nếu Việt Nam cải cách, vì sao tân Tổng Bí Thư không dám ngả hẳn sang Mỹ và phương Tây? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Quốc hội họp bất thường sẽ bầu thêm và miễn nhiệm những ai? Theo quy định của luật tổ chức quốc hội, mỗi khóa quốc hội có nhiệm kỳ 5 năm và mỗi năm 2 lần quốc hội nhóm họp theo định kỳ. Các kỳ họp quốc hội thường được tổ chức vào khoảng tháng 5 và tháng 10 hàng năm. Ngoài ra, có yêu cầu của Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất 1/3 tổng số đại biểu yêu cầu, thì quốc hội sẽ họp bất thường để quyết định các vấn đề thuộc quyền hạn của mình theo quy định. Truyền thông nhà nước đưa tin Tổng Thư ký Quốc hội, ông Bùi Văn Cường, sẽ ký thông báo về việc dự kiến chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 8 của Quốc hội khóa 15 để xem xét quyết định một số vấn đề về công tác nhân sự.
Kỳ họp này sẽ diễn ra trong một ngày, bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng ngày 26 tháng 8 tại Hà Nội. Một vấn đề đáng chú ý là trong nhiệm kỳ của Quốc hội khóa 15 này, Quốc hội đã họp tới 15 lần với 7 phiên bất thường. Trước đây đã có 5 kỳ họp bất thường của Quốc hội cũng được triệu tập để xem xét quyết định cho một số nhân sự cấp cao thôi chức. Điều đó cho thấy sự bất ổn của chính trường Việt Nam hiện nay và hoàn toàn trái ngược với các đánh giá cho rằng sự ổn định chính trị của Việt Nam là điểm sáng thu hút đầu tư nước ngoài. Vấn đề đặt ra trong kỳ họp Quốc hội bất thường lần này là công luận hết sức quan tâm là Quốc hội sẽ bầu thêm và miễn nhiệm những ai và có bầu lại chức vụ Chủ tịch nước như đồn đoán hay không. Theo giới quan sát, hiện nay có một số chức danh trong chính phủ của Thủ tướng Phạm Minh Chính cần điều chỉnh, phải được Quốc hội thông qua. Trước kỳ họp bất thường lần này đã có sự thay đổi vị trí với ít nhất 2 phó thủ tướng và 2 vị trí bộ trưởng. Luật Tổ chức Quốc hội vào năm 2014 quy định phó thủ tướng là chức danh phải được Quốc hội phê chuẩn theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã bị Bộ Chính trị kỷ luật cho thôi các chức vụ trong Đảng vì những sai phạm liên quan đến tham nhũng cần được Quốc hội bãi nhiệm. Ông Trần Lưu Quang mới chuyển về làm trưởng ban Kinh tế Trung ương cũng cần bãi nhiệm chức Phó Thủ tướng. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Đặng Quốc Khánh cũng bị kỷ luật của Đảng và cho thôi chức. Do đó có thể Quốc hội sẽ miễn nhiệm ông Khánh và phê chuẩn người thay thế ông Khánh ngay trong kỳ họp bất thường này. Đồng thời, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thanh Long hiện đang kiêm nhiệm Phó Thủ tướng có hai khả năng sẽ xảy ra. Đó là Phó Thủ tướng Lê Thanh Long tiếp tục kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp hoặc sẽ có nhân vật khác thay thế Bộ trưởng. Do vậy, có khả năng việc bổ nhiệm thêm chức Bộ trưởng Tư pháp cũng cần được Quốc hội phê chuẩn. Một vị trí Phó Thủ tướng khác cũng cần xem xét miễn nhiệm. Đó là trường hợp ông Trần Lưu Quang. Sau khi ông Quang được Bộ Chính trị phân công giữ chức trưởng ban Kinh tế Trung ương, ông sẽ phải rời chính phủ để chuyển sang hoạt động tại ban đảng. Do đó, khả năng cao sẽ cần có việc miễn nhiệm và phê chuẩn cho vị trí Phó Thủ tướng của ông Trần Lưu Quang. Một trong những vấn đề để công luận quan tâm nhất hiện nay đó là trong kỳ họp bất thường lần này có đề cập đến vấn đề san sẻ quyền lực của tân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hay không. Theo giới thạo tin, tại kỳ họp lần này, điều đó khó có khả năng xảy ra. Thậm chí đây là điều mà ông Tổng Bí thư Tô Lâm hoàn toàn không muốn vì nó ảnh hưởng tới quyền lực tuyệt đối của ông. Trong khi ông Tô Lâm được cho là đã và đang chuẩn bị triển khai một kế hoạch cải tổ sâu rộng và toàn diện đối với hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội tại Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Quốc hội họp bất thường sẽ bầu thêm và miễn nhiệm những ai đây. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de